À, xin chào anh em. Thì như hôm trước mà mình cũng đã nói là sẽ làm một clip những đội hình phù hợp nhất xoay quanh Búp Duyên Tư Mã Gia. Thì sẽ có hai trường hợp là 2/3 mảnh ghép và trường hợp 3/3 mảnh ghép. Đầu tiên mình sẽ nói trường hợp là 3/3 mảnh ghép. Dĩ nhiên là cái hai mảnh ghép này sẽ là Tư Mã Ý và Tư Mã Chiêu. Còn Trương Xuân Hoa thì mình nghĩ là cái khả năng carry của nó thì sẽ không được ổn định lắm. Nhưng còn Tư Mã Ý thì sẽ ổn định hơn. Thì như anh em có thể thấy thì đội hình cơ bản đầu tiên sẽ là đội hình Bất Khuất. Bất Khuất thì đợt nào mình cũng sẽ vác vào, tại vì nó là một đội hình rất là cơ bản, nó có thể phù hợp với tất cả đội hình đấy, và nó cũng phù hợp với những anh em nào newbie, tầm anh em kiểu mới chơi không roll được nhiều tướng ấy, thì đội hình này sẽ là một đội hình rất là phù hợp với những em nào không có con Trương Liêu thì có thể thay con Bằng Đức đấy, để chúng ta kích hoạt cái búp của bọn Bảo Thủ. Tiếp theo nữa sẽ là cái đội hình Thục. Đội hình Thục này thì nó sẽ kiểu thiên về công hơn, còn đội hình Bất Khuất thì nó thiên về thủ. Đội hình Bất Khuất thì chúng ta có thể là đi PvP thì rất là ok, PvE thì sẽ được ở tầm thấp, nên tầm cao thì hơi khó, tại vì bọn này kiểu tanh nó không trụ nổi ấy. Đấy. Còn đội hình Thục thì chúng ta sẽ có là Mã Văn Lộc, Trương Thịnh Thái, Hoàng Trung. Với một số anh em ví dụ như kiểu Mã Văn Lộc anh em khỏe khỏe ấy, thì anh em có thể thay con Bình vào để chúng ta sẽ có cái búp sáng tạo, à sảng khoái lộn. Cái búp sảng khoái thì lúc đầu vào sẽ được sở hữu một lớp chiến ý luôn, thì nó thì con Mã Văn Lộc với lại con Quan Bình này thì nó sẽ có khả năng là kích hoạt cái kỹ năng của nó rất là sớm. Con Quan Bình này lâu lắm mình cũng chả nhớ lắm, nhưng mà nó sẽ có cái khai chiến rồi được đấy. Nó cũng giống như con Mã Văn Lộc. Con Mã Văn Lộc thì phi ngựa luôn, con này thì nó sẽ lao vào bổ tướng địch luôn đấy. Thì với cái đội hình này thì chúng ta đi PvP sẽ là tốt, còn đi PvE thì mình thấy là hơi khó, tại vì nó hơi mỏng. Cái trường hợp này chắc anh em phải nhiều ấn cá thì may ra mới có thể trụ được. Còn nếu mà với trường hợp có con Hoàng Trung ấy thì chúng ta sẽ có thể là thay con với trường hợp anh em kiểu sử dụng Hoàng Trung nhé, thì anh em có thể có thay con Mã Siêu. Nếu như Mã Siêu của anh em sao số cao hơn con Mã Văn Lộc thì chúng ta sẽ có để nhảy thì nó sẽ tốt hơn, tại vì con Quan Bình với con Mã Văn Lộc ấy thì nó sẽ búp kích được cái búp sảng khoái ấy, thì lúc đầu nó sẽ kiểu spam cái kỹ năng ấy thì nó sẽ chiếm tiên cơ. Còn cái mấy cái con như kiểu con Hoàng Trung với Mã Siêu ấy thì nó không cần cái đấy, nó không cần thiết về vấn đề là cái búp sảng khoái lắm, nên là nó đi đơn cũng được. Cái này chúng ta sẽ có thể kích được cái chiến chiến hữu dũng mãnh này, vang dền mẹ cả thần tốc đấy. Thần tốc thì có hai con là Tư Mã Ý, Tư Mã Ý à nhập, Tư Mã Chiêu mới lại Hoàng Trung, hai con cũng rất là cần tốc. Vang dền thì có Mã Siêu mới lại Tư Mã Ý, cũng là hai con của cũng cái thời gian hồi kỹ năng của nó cũng khá là nhanh ấy đấy. Còn Trương Thịnh Thái khả năng bên trên thì nếu mà có ấn cá thì tốt, còn không thì nó cũng khả năng trụ được cái tầm mười mấy giây. Mình nghĩ là nếu đi PvE thì mười mấy giây, còn đi PvP thì chắc sẽ lâu hơn, tùy vào xa số. Nói chung là đội hình này cũng là một đội hình mình thấy là khá ổn trong vấn đề anh em CO mới vận hành đấy. Tiếp theo nữa sẽ là một số đội hình nâng cao. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kể đến là đầu tiên chúng ta sẽ kể đến là cái đội hình đợt nào cũng nói là cái đội hình Phúc Tâm này, đúng nhỉ, lâu lắm này. À, không phải nhiều khi mình không phải lâu lắm mà nhiều khi kiểu hay tôi quên tên búp ấy. Đấy, Phúc Tâm. Phúc Tâm thì được cái rất là cứng, có khả năng là con Tư Mã Chiêu, Tư Mã Ý và con Hạ Hầu Đôn có thể là xả sát thương DPS đều đều, nhất là con Tư Mã Chiêu với lại cả con Hạ Hầu Đôn. Còn Tư Mã Ý mang tính chất kiểu phá quấy chính. Với đội hình này thì mình nghĩ là với trường hợp là anh em Hạ Hầu Đôn sao cao thì có thể là Unin để Hạ Hầu Đôn làm tanh chính, làm chủ lực chính cũng được. Còn Tư Mã Ý, Tư Mã Chiêu thì có thể để mang tính chất phá quấy, tại vì cái lượng đam của bọn này ấy, gây ra là cũng ở mức ổn rồi, chưa kể là thêm cái búp của Phúc Tâm ấy, khả năng bảo hiểm của nó cũng tốt, với lại cả cái bộ kỹ năng của nó nếu anh em nâng tinh thông cao thì cũng sẽ
khả năng trụ rất là tốt. Cái này thì đi đội hình này đi PVP, PVE đều được. Đấy. Tiếp theo nữa là đội hình Du Long. Đội hình Du Long này thì nó bị một cái vấn đề mà mình đợt nào mình cũng nói. Đấy, vấn đề là hai chủ lực chia tài nguyên. Đấy. Đội hình vừa rồi ấy, thì nó không quá quan trọng vấn đề chủ lực. Anh em có thể nhắm vào một con chủ lực cũng được. Nhưng mà đội hình này ấy, thì nó có hai con có thể gánh đội rất là tốt. Đấy là Tôn Quyền từ máy ý. Từ máy ý thiên về đam đơn, còn Tôn Quyền thiên về đam AOE. Thì nếu mà thiên về đối tượng nào thì mình nghĩ là Tôn Quyền. Nhất là gọi hai con đều tầm 6 sao đồ... À, 6 sao để một vị trí có lượng sách vở tinh thông tầm 2 đến 3 full thì con Tôn Quyền thì khả năng gánh đội sẽ tốt hơn đấy. Nói chung là đội hình này thì mang tính chất là đi PVP, PVE đều được, nhưng mà đi PVE thì mình nghĩ là đến tầm cao thì hơi khó, tại vì đội hình này không có nhiều tanh thì nó sẽ trông cậy rất nhiều con Tôn Quyền. Con Tôn Quyền phải chém nội tại à, chém đấu kỹ mới lại chém thật kỹ hai phát sóng để clear được hết tất cả lính, kể cả lính xa lính gần đấy, thì chắc khả năng là team chúng ta mới có thể gọi là tung hoành được. Còn lại nếu mà với trường hợp mà chém lên ba phát sóng mà mới đi lính, hoặc là trường hợp ba phát sóng mà không đi ấy, thì khả năng là thôi no hope, đến lúc đấy lính nó nhìn thấy nó cứ sấy cái là chết. Nhưng mà trường hợp đến ba phát sóng thì mình nghĩ là hơi khó. Thường thường chỉ gọi là một phát sóng của đấu kỹ với một phát sóng của tuyệt kỹ thôi là đi hết, thì chúng ta sẽ có thể là qua được tốt. Còn đến tầm gọi là phải dùng nhiều sóng hơn ấy, thì nó đã kiểu ao tầm, mình nghĩ là đến team nào cũng không qua được không. Tiếp theo nữa có thể là anh em sẽ kẹp một đội hình mà mình cũng không khuyến khích, nhưng mà có thể đi PVP và PVE tốt, đấy là đội hình Đạo Cốt Tiên. Đấy, anh em có thể táng cả ba mình ghép cũng được, hoặc là để hai con này cộng với lại một con để con thủy kính tả từ cộng với lại cả một con tanh, đấy là con điển vi, kiểu chúng ta kẹp thêm ấy để có con tanh bên trên để nó kiểu nó thu hút hỏa lực cũng được. Nói chung là đội hình đấy mình không khuyến khích, tại vì nó quá nhiều chủ lực. Thủy kính tả từ và cả tứ mã ý đều là những con có thể gánh đội được, đâm ra là nó sẽ rất là khó. Cuối cùng của cái team ba con đấy sẽ là đội hình gần đây nhất mới ra và cũng rất là nổi, đấy là Trung Căn Nghĩa Đảm. Trung Căn Nghĩa Đảm thì mình mới chỉ có hai mảnh ghép thôi, đâm ra mình sẽ vứt tạm anh Quan Vũ cái thời vẫn còn trong phèn phèn này ra. Nói chung với đội hình này ấy thì anh em được cái là cái lượng đam rất là nhiều và lượng tanh cũng có, đến từ cả Quan Vũ. Nó nói thế nhưng mình thấy là Quan Vũ này nó kiểu nó tanh thu nó nói nhỉ nhỉ, nghĩa là cái lượng hồi phục của nó rất là tốt, mặc dù nó không phải gọi là ôm tất cả quái PVE này kia được như con điển vi, nhưng mà nói chung cái lượng đam và hồi phục của nó ấy, để có thể đi PVP thì là rất là nhiều. Thêm con tư mã ý, tư mã chiêu mang tính chất gọi là phá quấy chính. Nói chung là đội hình này thì dĩ nhiên những ngôi sao sẽ thiên về những team thiên về ba thành viên của team Trung Căn Nghĩa Đảm, còn hai thằng Tư Mã Ý, Tư Mã Chiêu chỉ mang tính chất là gọi là kích hệ làm nền thôi, chủ yếu sẽ là cái khả năng thuộc diện là cứ máu địch càng thấp thì miễn thương càng giảm đấy. Xong phần gọi là hai tướng nhá, thì mình sẽ chuyển con ba tướng, thì mình sẽ lắp thêm con Trương Xuân Hoa vào đây đấy. Với đội hình hai tướng thì chúng ta sẽ quay lại vấn đề là những đội hình cơ bản. Thì chúng ta vẫn sẽ có là hai mảnh của Bất Khuất, nhưng mà chúng ta không nhất thiết là phải để con Hứa Chử và Tào Nhân. Chúng ta có thể là để những cái con thiên về công để có thể lấy cái búp khác. Mình nghĩ là cái trường hợp ngon nhất thì sẽ là như này. Đấy, con Điển Vi sẽ là con thuộc diện thu hút hỏa lực. Cái đội hình này thì mình nghĩ là có thể đi PVP, PVE đều được. Vị trí bằng Đức có thể anh em thay bằng Trương Liêu nhé. Nói chung là về đội hình 3 thì nó sẽ không có nhiều sự lựa chọn nhiều. Và nó cũng hơi trùng lập với lại cái đội hình 2. Tiếp theo nữa sẽ là những đội hình nâng cấp. Những đội hình nâng cấp thì đầu tiên chúng ta sẽ có là Điển Vi. Trục hổ Điển Vi và... Quan Vũ Võ Thánh.
cái hai mảnh ghép này được cái là có thể kết hợp với những sim ba rất là tốt. Từ cái việc là con Bạch Long Triệu Vân này thì là con đam rất là to, chưa kể là con Chu Hổ Điển Vi là một con tướng tanh rất là cứng. Nó nhất là anh em lên tầm 6 sao nó sẽ có cái khả năng nó giống như con Điển Vi V1, đấy là khả năng miễn nhiễm sát thương. Con kia thì là bất tử, con này thì miễn nhiễm sát thương giống như con Hạo Đôn ấy, đấy. Trong 10 giây, còn Hạo Đôn thì như có 6 giây vậy. Hạo Đôn này hơi 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 yếu sinh lý, nhưng mà bù lại nó có khả năng là nó bật cái kia 2 lần, đâm ra là chúng ta gọi là gấp đôi canxi thành 12 giây. Còn con này thì chỉ 1 lần thôi. Đấy. Nói chung với đội hình này thì mình nghĩ là Chu Hổ Điển Vi với Bạch Long Triệu Vân sẽ là cái chủ lực chính. Tứ Mã Ý, Tứ Mã Chiêu, Trương Xuân Hoa sẽ chỉ là mang tính chất được gọi là gọi là phông bạt thôi, gọi là bay bay nhảy nhảy phá quấy là chính. Nó chủ yếu mang tính chất kệ. Gọi là ma vứt vào cho có cái kệ là chính. Đấy. Thêm nữa thì sẽ có đội hình thuộc diện là Duyên Kim Phiếu, đấy là đội hình Lữ Bố Điêu Thuyền, sẽ có búp San Sẻ, cũng khá là phù hợp với lại cái team Tư Mã Gia này, tại vì nó đều có là con Bảo Thủ là con Tư Mã Ý và con Trương Xuân Hoa là con đấu sĩ đấy, và cái khả năng tanh từ cái búp San Sẻ của con Lữ Bố Điêu Thuyền ấy, thì cái khả năng là con Lữ Bố cũng sẽ tanh được một chút, nhưng mà dĩ nhiên đội hình này thì chúng ta chỉ phù hợp đi PvP thôi, PvE thì hơi khó. Nó cũng sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào như Tư Mã Ý, Lữ Bố và Tư Mã Chiêu, Trương Xuân Hoa. Nói chung là kiểu nó quá nhiều chủ lực ấy, nhưng mà mình nghĩ là chủ lực quan trọng nhất vẫn sẽ là Tư Mã Ý đấy, với cả con Lữ Bố đấy. Lữ Bố thì nghe chừng có vẻ dễ hơn, tại vì con đấy là cái con nếu mà chúng ta đã có được ấy thì có thể là vứt vào trong cái kia chúng ta farm mảnh dần, thì khả năng 6 sao là gần như là nó chỉ mất thời gian thôi, còn nó không gọi là mất nhiều tài nguyên. Đấy. Tiếp theo thì anh em có thể là vác một số đội hình thuộc diện là mang tính chất búc kích hệ đấy, mang tính chất là cũng cũng vừa kích hệ vừa khả năng đi PvP, đấy là Tào Tháo với cả Tào Phi. Đội hình này thì mình nghĩ là anh em đi PvP nó sẽ hợp lý hơn để đi PvE. PvE thì đội hình này nó hơi mỏng, kể cả có full ấn cá thì khả năng bị gọi là nhắm đến rất là cao, nhất nhất là anh em lên tầm cao ấy, tầm bắt đầu là quái tầm gần 100 rồi là bắt đầu nó xả nó đau rồi, thì khả năng mấy con này kể cả có ấn cá thì nó cũng sẽ bay rất là nhanh, nhưng đi PvP thì cái chiếu sát thương từ người, sát thương từ lính nó không đáng kể. Đội hình này thì chúng ta sẽ có 2 chủ lực Tào Tháo và Tư Mã Ý. Nếu mà trường hợp anh em Tào Tháo sao cao thì mình nghĩ là Tào Tháo sẽ là lựa chọn hợp lý. Còn với trường hợp anh em Tư Mã Ý sao cao thì chúng ta sẽ sử dụng Tư Mã Ý. Nhưng mà Tào Tháo thì anh em nên để vào vị trí nào có tinh thông cao để có khả năng nó những cái kỹ năng đấu kỹ nội tại 1, nội tại 3 nó được gọi là tối ưu nhất. Đấy. Còn ngoài ra còn một số đội hình khác mà mình thấy nó không phù hợp lắm cho cái bọn này. Nếu anh em muốn thì mình vẫn có thể chia sẻ thêm, đấy là đội hình song toàn, song song toàn. Đấy thì chúng ta sẽ có giả hủ Hoa Đa, đấy là đội hình diện là đội hình 2 rất là tốt. Có thể anh em không thích thì đội hình Rửa Hận với Đổng Trác, Lữ Khởi Linh cũng được. Nó thuộc diện là 2 con sát thủ, con Lữ Khởi Linh, con Tư Mã Ý, 2 con bay vào gạt giò. Thì dĩ nhiên là những cái đội hình như thế thì chủ lực nó sẽ nằm ở vị trí của Tư Mã Ý và Tư Mã Chiêu. Đấy, 2 con đấy sẽ là những con chủ lực. Thôi, này cũng hết sạch đội hình để chia sẻ anh em rồi. Tại vì con này mình thấy là, cái búp duyên mình thấy là cái 2 cái con quan trọng là con Tư Mã Ý, Tư Mã Chiêu thôi. Trương Xuân Hoa là cái con không quá quan trọng trong cái búp duyên này. Tại vì cái búp duyên Tư Mã Gia cái mốc 3 tướng này nó chỉ là khi tướng lần đầu giảm ở đây có cái vế 2, khi máu tướng địch lần đầu tiên giảm xuống thấp hơn 30% thì ứng giảm hồi máu và lá chắn mới mới tác dụng. Nói chung cái này là cái mốc thuộc diện là quá là sâu, nói thật với anh em thế, đến cái mốc này là quá là sâu. Ví dụ như kiểu bây giờ là
mất đi tầm 3% máu thôi là kích hoạt, thì nó sẽ là cái rất là tốt. Tại vì sao? Vì cái khả năng thuộc diện hồi phục lại lớn kia của nó không không cao ấy, thì nó sẽ bị đánh xuống cái lưỡng ngưỡng máu tử nó rất là nhanh, hoặc là tầm 60, 50, 60% máu ấy, là cái lúc mà bắt đầu là ấn cá có tác dụng. Đánh đến tầm đấy chẳng hạn, kể cả nó có ấn cá đi nữa nhưng mà cái khả năng hồi phục lại của nó là không còn. Thì có thể là lúc tỉnh hết ấn cá thì chúng ta sẽ có thể gặt giò nó được dễ hơn. Chứ còn cái tầm 3% máu nó thật với anh em là nó rất là sâu. Nó không có quá nhiều cái khả năng chúng ta có thể là gọi kia được nữa. Kể cả cái hiệu ứng hồi máu này kia có giảm về 100% đi nữa thì mình nghĩ cũng rất là khó. Nhưng mà cái búp 2 ấy thì nó lại có cái là khả năng rất là tốt, là cứ tướng địch máu càng thấp thì miễn thương càng giảm. Nói chung cái này thì nó không cần phải búp cho tất cả tướng bên ta, nó chỉ cần gán là tướng bên địch là đã ngon rồi. Đâm ra là cái tư mã ra mình vẫn khuyên dùng anh em nên sử dụng là hai tướng, là tư mã ý và tư mã chiêu. Còn Trương Xuân Hoa thì tùy với trường hợp anh em, gọi là Trương Xuân Hoa sao cao này kia, anh em thích dùng Trương Xuân Hoa thì dùng, nhưng mà về cái độ hiệu quả nếu mà ngang sao thì mình vẫn nghĩ là tư mã ý sẽ là cái con rất là quan trọng. Còn Trương Xuân Hoa nó chỉ được cái đẹp thôi. Đấy. Thôi, ba anh em, hẹn gặp anh em vào video kế tiếp. Chắc là video kế tiếp mình sẽ phân tích kỹ năng tướng của Lưu Bị trước, xong mới đến Lưu Thiện sau. Tại mình thấy có chút ấn tượng với con Lưu Bị. Đấy, mặc dù là cũng nhiều anh em chê nó như mẻ, và chê cái búp duyên Hán Thất Đế Vương của nó như mẻ ấy. Thôi, ba anh em.